Hello, xin chào tất cả anh em, lại là mình đây là Vương Tử. Và ngày hôm nay thì mình lại sẽ đến với một cái màn đặc biệt với độ tộc 2 của anh Độ Misi, Phúc Du, Pháo cả Maxim. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm gì? Đó chính là mình sẽ thiết kế một cái poster, một cái hình ảnh clip độ tộc 2. Thì mình cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả anh em clip này. Và bây giờ chúng ta hãy bắt đầu, let's go!
Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thiện xong. Quá là mất thời gian để ngắm nghĩa, để hoàn chỉnh tất cả mọi cái, mặc dù là mình cũng cảm thấy là chưa ưng ý lắm. Cái chữ này nó chỉ đạt tiêu chuẩn của mình khoảng tầm 70-80% thôi, nhưng mà thật sự là cái màu vàng ở lớp bánh ở phía sau rất là đẹp, và để tìm được một cái background phù hợp thì nó cũng rất là khó, mất khá nhiều thời gian. Và cái này thì mình cũng cố gắng làm sao làm tốt nhất có thể. Nó sẽ rất hợp với cái câu nói là Missy Gaming on the mic. Đó, thế anh cầm mic lên và anh hãy thể hiện bản thân mình. Đó thì đây cũng chính là một cái tác phẩm mà mình cũng đã cố gắng hết sức mình. Mình cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Thì cuối cùng là cũng đã hoàn thành, cũng phải mất hơn một tiếng để có thể gọi là thiết kế, hơn một tiếng rưỡi để thiết kế xong cái hình ảnh poster độ tập 2 này. Đó, và cũng rất mong được sự ủng hộ của tất cả các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn. Hold. Cuối cùng mình mong tất cả mọi người hãy cho mình một like, một subscribe, một share clip này để clip này có thể phát triển hơn nữa và mình có thể tạo ra nhiều sản phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn tất cả mọi người.